Xin chào tất cả các bạn. Đây là cách mỗi năm nhà mình đi du lịch bằng xe cắm trại và mang theo xe đạp. Từ Hà Lan, tụi mình chạy qua Bỉ, qua Pháp, rồi tới Tây Ban Nha. Tụi mình tự đi và chọn những điểm đẹp ở châu Âu để mình tham quan. Nhà mình chạy ngang Paris, đây là Khải Hoàn Môn. Xong rồi dọc theo miền nam của nước Pháp, chạy dọc theo từ núi ở Pháp qua Tây Ban Nha và dừng xe cắm trại ở đây. Nhà mình nghĩ lại những ngày ở vùng núi và chạy tiếp qua thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Những con đường cao tốc ở thủ đô Madrid có rất nhiều đồi cao và nắng nóng như ở Việt Nam đó các bạn. Tụi mình đậu xe cắm trại ở Tây Ban Nha, rồi mình đón metro tới cung điện Hoàng gia. Đây, tụi mình đã tới cung điện. Mùa hè ở Tây Ban Nha nóng lắm các bạn ơi, cho nên mình phải ăn kem. Đây là bên hông của cung điện và mọi người xếp hàng để mua vé vào cổng. Nhìn cung điện lớn và tuyệt đẹp ha các bạn. Đây là một trong những nơi để ghé thăm khi tới thủ đô Madrid. Cung điện lộng lẫy, xưa, cổ và có kiến trúc đẹp. Nhìn cung điện quá lớn và tuyệt đẹp ha các bạn. Đây là một trong những điểm khi tới Madrid mình chọn để đến. Xin chào. Tụi mình đang đứng ở cung điện Tây Ban Nha. Cung điện ở Tây Ban Nha ở Madrid. Hôm nay trời rất là nóng, khoảng 28-30 độ C. Cho nên tụi mình ngừng xe cắm trại. Thường những vô trung tâm thì xe cắm trại không cho vô, cho nên mình đi một đoạn xe đạp, đi bộ cũng được. Rồi mình đi metro. Cung điện lộng lẫy và xa hoa. Đây là một trong những nơi nhất định để ghé thăm khi tới thủ đô Madrid. Cung điện xưa rất là đẹp. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình đang đứng ở bên trong, mình mua vé. Vé thì một người 12 đồng. Trá lập euro bởi tích kìa. 12 đồng một vé thì không có đắt các bạn ơi. Buổi trưa nắng nên ít người. Con áo von is a mere rook. Cung điện này lớn nhất ở Tây Âu. Đối diện với cung điện là thánh đường Amidina. Đây cũng là một trong những nhà thờ đẹp nhất tại thành phố Madrid. Nhà thờ rất là đẹp. Bên này là bên hông cung điện. Mình sẽ vô trong quay cho các bạn xem vào bên trong cung điện. Rồi mời các bạn cùng tụi mình vô bên trong xem nhé. Bên trong cung điện nhìn lộng lẫy ha các bạn. Có cầu thang 70 bậc, sảnh và trần nhà được thiết kế đặc biệt. Thank you.
Vô trong này mình quay á, là mình không có nói lớn, không có ồn ào, với lại mình mang khẩu trang nữa. Mình đang đứng bên trong cung điện của Tây Ban Nha, cung điện lớn nhất có hơn 3.000 phòng. Mình sẽ vô đây mình quay ở bên trong những phòng. Ở đây là cung điện Tây Ban Nha rất là đẹp. Họ cho mình quay phim, mình muốn quay được cho các bạn xem. Các bạn cùng mình vô xem nhé. Quay từng cái phòng bên trong. Nhưng bên này mình vô đây, đây là những phòng rất là đẹp. Ở trên trần là đá cẩm thạch và được trang trí văn hoa bằng vàng nè các bạn. Cung điện lộng lẫy và sao hoa được bày trí sang trọng. Bên trong có nhiều bức tranh sơn dầu, đồ sứ, những đồ bằng vàng tuyệt đẹp. Đây là gia đình của vua Tây Ban Nha. Nư hả đê? Đây là gia đình của vua Tây Ban Nha, có hai công chúa và một hoàng tử. Gia đình hoàng gia không sống ở đây. Hiện nay cung điện được sử dụng làm nơi tổ chức các buổi lễ của vua và nhà nước. Có những bức bích họa đẹp nhất, vinh quang của Tây Ban Nha. Và có những đèn chùm trang trí lộng lẫy, gương và thảm thiêu. Bên trong các phòng nhìn lộng lẫy và sang trọng. Rất hấp dẫn để mình ghé thăm nè các bạn. Ở cung điện xây dựng năm 1755. Cung điện được xây dựng gần 300 năm. Nhà lớn thứ tư trên thế giới sau Ba Lan, Áo và Ý. And so this they say is the biggest palace in the world. Where a royal family is still working. Because Versailles is so groot, but there's no king anymore in there. Because this is like really big. En 3418 kamers. 3000. Het grootste koninklijke paleis in de wereld. Daar zijn wij. Ik denk misschien qua square. Binnen is dan compare met Versailles. Binnen kan hier groter. En Versailles is de toy groter. Groter. Ông bấm đáp báo tâm và xanh nha môi à. Anh nên hia bến anh này. Đây. Đây là vua, đây là hoàng hậu. Vua. Chúng mình đang đứng ở trong cung điện bên trong của Tây Ban Nha. Ở đây bên trong những cái phòng thì mình thấy đẹp hơn so với cung điện ở Pháp và Sang Nha. Ở ngoài thì những cái phòng bên trong rất là đẹp, những cái phòng hỏa lớn rất là đẹp, họ thiết kế cả hàng 300 năm trước năm, nhưng mà mình không có được quay, mình không có được vô quay, mình chỉ được quay ở ngoài dòng hình này thôi. Nhưng mà ở cung điện ở Pháp thì mình được quay. Tiếc một điều là bên trong có những phòng lộng lẫy và sang trọng mà mình không quay để chia sẻ cho các bạn xem được. Tụi mình không có quay phim được những cái phòng khác thì tụi mình quay phim nhau. Đây là vua, đây là hoàng hậu đang đứng. King, hoàng hậu, queen.
Ma sì, I need to get your own piano. Need lamp. Yeah, but now we can see the queen too. Đây là. Đây là vua, đây là hoàng hậu. Ở trong này cung điện của Tây Ban Nha. Rất là nhiều phòng đẹp. Nhưng cung điện ở Tây Ban Nha và ở Đức, họ không cho mình quay bên trong các phòng các bạn ơi. Mà cung điện và lâu đài ở Pháp thì mình được quay thoải mái. Bên này á, ở cung điện ở Tây Ban Nha, phòng rất là đẹp. Bên trong có những đồ nội thất xa hoa và có các tác phẩm nghệ thuật bậc thầy. 135.000 mét vuông. Trong tất cả on the floor. Yeah. Through open work. All through, yeah. Need to more. Trong phòng bự mà đẹp. Bên trong nhà nguyện hoàng gia là công trình bằng đá cẩm thạch và hoa văn trang trí bằng vàng. Có bộ sưu tập những cái đàn violon. Tại vì tụi mình đứng đây mình ngồi vô trong. Vô trong một chút oefen. Hả? Mày có số. Dạ. Căng nít. Căng nít đa photo. Dạ, là the most song. Dạ, dạ. So, đưa về here đun. Dạ. Dạ, verzaaien mag je alles op de film zetten. Verzaaien. Cô là người Hà Lan và cũng đi du lịch ở Tây Ban Nha nè các bạn. 35.000 vierkante meter. Was best veel. 135.000. In hier. Ja, hier ben je dus 1 level, 2, 3, misschien 4 levels, ik weet het niet. Maar totaal, hè, normaal appartement. Cung điện rộng 135.000 mét vuông thì rất lớn. Và phòng trưng bày tranh là nơi lưu giữ những kho báu về nghệ thuật. Cung điện ở Pháp á, thì ở vùng nó rộng lớn hơn. Tụi mình đi Pháp có ghé cung điện ở Pháp, có khu vườn rộng và đẹp hơn. Mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Đây là cung điện Versailles và khu vườn rộng lớn ở Pháp nè các bạn. Ở cung điện Tây Ban Nha thì bên trong có nhiều phòng rộng lớn và sang trọng. Nếu các bạn tới thủ đô Madrid thì đây là một trong những nơi để ghé thăm nha. Mình đứng từ trên cao nhìn cung điện đồ sộ và nhìn ra ngoài quanh thủ đô Madrid rất đẹp nè các bạn. Nhà mình xin dừng video ở đây. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video của nhà mình. Và đừng quên bấm đăng ký để xem video mới nhé. Xin chào, tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chúc tới tất cả các bạn luôn có những kỳ nghỉ vui và thư giãn. Tụi mình sẽ ghé thăm nhà thờ và không thể bỏ qua quảng trường ở thủ đô Madrid. Núi và
Và khi tới thủ đô Madrid, tụi mình không thể bỏ qua đấu trường quà tót lớn nhất ở Tây Ban Nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.